Xin chào anh chị, em là Huyền Trang. Thì hiện tại là em đang ở xã Long Hưng, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Thì ở đây là gần cái trường cấp 1, cấp 2 xã Long Hưng đó nha anh chị. Ở đây là có một cái căn nhà vườn đang bán, thì em quay cho anh chị mình xem. Cái diện tích căn nhà vườn của mình là khoảng 2.400m². Chủ người ta không nhớ rõ ngang với dài bao nhiêu, nhưng mà trung bình thì là bề ngang á, mặt tiền đường đan này luôn nè anh chị, là ngang khoảng 70m, bề dài là 37m. Nghe là thấy phê ha anh chị, mặt tiền rất là rộng luôn. Thì cái miếng này là chủ kêu giá là 3 tỷ. Khi mà anh chị mua thì anh chị sẽ xuống mình gặp trực tiếp chủ, rồi mình thương lượng lại với chủ ha. Có gì thì mình đo đạc lại rồi mình tính tiền cho nó dễ. Thì cái miếng đất này anh chị có bề ngang là từ ở chỗ này nè. Anh chị nhìn nha, từ ở chỗ này nè nha, đi dài xuống 70m. Em sẽ đi thử cho anh chị mình xem. Cái con đường mà em đang đi thì là xe ô tô 4 chỗ chạy vô tới nha anh chị. Ở đây là người ta cũng đang chuẩn bị làm lại mấy cây cột điện nè. Rồi con đường này thì sẽ được nới rộng thêm 1m nữa. Quanh đây thì giờ nhà cũng khá là đông anh chị xem. Nói chung là đây là đường công cộng và là đường thông, xe thì nó lưu thông, anh chị cứ yên tâm. Em đang đi dọc theo cái chiều ngang của miếng đất nha anh chị. Cái không khí ở đây thì nó rất là mát. Đây nè anh chị, cái miếng đất của mình là bề ngang là nó tới đây nha. Nè, nó tới đây nè anh chị. Rồi đi ngang qua. Thì mặt tiền của miếng đất là 70m. Bề dài là khoảng 37m. Bây giờ em đi vô miếng đất cho anh chị mình xem ha. Cái miếng bên này là miếng đất của mình nha. Dạ đúng rồi chú. Kêu 3 tỷ ạ. Cái miếng đất của mình á, bề ngang là khoảng 70m, bề dài khoảng 37m, nhưng mà sao chủ nói với em là khoảng 2.400m² thôi. Thì cái đó anh chị sẽ gặp chủ mình hỏi trực tiếp lại. Thì chủ kêu miếng này giá là 3 tỷ nha. Ở ngoài trước là có đường điện đồ sẵn hết luôn nha. Đây. Đây là ngoài trước cửa mình đi vô nhà nè. Này, có một cái căn nhà vườn nhỏ nhỏ ở đây nha anh chị. Nhà này, cái miếng vườn này thì là có 300m² thổ cư. Có căn nhà rồi có 300m² thổ cư luôn. Này. Thì cái nhà này thì người ta chủ người ta không có ở nhà, cho nên em không có vô bên trong em quay cho anh chị được. Em quay sơ sơ cho anh chị mình xem nha.
Này. Nhà này thì em nghĩ là anh chị nào mua thì về mình phải sửa sang lại, mình sơn lại rồi mình thay cửa rồi sửa la phong lại. Đó, đây là cái nhà nha. Rồi bây giờ em sẽ đi vòng vòng quanh cái khu vườn cho anh chị mình xem. Mình nhìn bên này trước đi ha. Này. Nè anh chị, cái này á là bì ngang á, là nó nằm ở bên này nè anh chị, chỗ cái cây á đằng này nè, nó ở bên này nè, đi ngang qua đó. Cái này là xung quanh giáp vòng hàng xóm mình không à, bên này nhà hàng xóm rồi nè anh chị. Ở đây thì mấy cây dừa cao cao, không khí ở đây thì rất là thoáng mát. Ở quê á anh chị hay nghe tiếng chim hót quá ha, nó có chim gì đó, nó hót hót rất là hay. Wow, nhà có cái cây cái nhánh mai rất là xum xuê luôn á. Nè anh chị, em nghĩ là anh chị về đây chắc mình phải dọn giường lại á. Giường này thì mình phải dọn chắc ăn rồi. Thì giường là em thấy người ta có dừa nè ha, có mít nè, có đu đủ nè, rồi có mấy cây tắc nữa hay gì kìa, có ổi nữa. Mình sẽ đi vòng vòng xuống mình xem thử. Cái này là rau muống nè anh chị. Ổi đó anh chị, ổi này ổi hồi xưa hình như là ổi xá lỉ anh chị phải không ta. Hình như là ổi thường anh chị ơi, quá trời luôn, người ta không có ăn luôn á. Nhà có rất là nhiều cái cây kiểng này ha. Em thấy là trước tiên là nhà có mấy cái trái dừa lùng lùng này nè anh chị. Anh chị về thì anh chị có để ăn sẵn rồi, rồi có để uống sẵn chứ. Nè anh chị nhìn nè hả, về là ngày nào cũng được uống nước dừa luôn. Em đi vòng vòng xem là xung quanh còn cây gì nữa không ha anh chị. Có mít rồi nè. Em xin nhắc lại với anh chị nha, cái căn nhà vườn này á, thì bề ngang là khoảng 70 mét, bề dài là khoảng 37 mét, tổng diện tích chủ nói á, là khoảng 2.400 mét vuông, thì chủ bán giá là 3 tỷ, trong đó thì có căn nhà có 300 mét thổ cư luôn. Đó, dừa trái rất là nhiều ha. Ở đây thì cái vườn này thì em thấy là có dừa, có ổi, có mít. Có cây vú sữa nữa kìa anh chị.
Rồi thôi. Chủ nhà đi vắng rồi. Đó anh chị. Có cây vú sữa bên này. Nói chung ở đây thì cây cũng cây tạp thôi, chứ cũng không có gì nhiều. Chủ yếu là dừa thôi anh chị ơi. Dừa trái rất là sung. Chủ yếu là dừa với mít thôi. Ồ, có cái cây gì ở ngoài sau kìa, có cây khế ở bên này. Để em đi qua. Cái này là tắc. À, có cây bưởi nữa nè. Đó. Này có một cây khế rất là to ở ngoài sau. Ở đây là cây xoài nè anh chị. Nó cưng quá ha anh chị. Để em mở định vị cho anh chị mình xem ha. À, đất của mình á là hướng đông bắc nha anh chị, nó nghiêng về hướng đông nhiều hơn. Đất là hướng đông bắc, nghiêng về hướng đông nhiều hơn. Thì anh chị nhìn nè, đây là cái nút tròn tròn màu xanh là cái vị trí mà em đang đứng ha. Thì ở đây nó gần trường học, nó gần chợ luôn. Ở ngoài này là lậu nhựa, một lát em sẽ chạy ra cho anh chị mình xem. Thì ở đây là cách thành phố Mỹ Tho khoảng 18 phút nha anh chị, cách khoảng 18 phút. Còn ở đây mà cách bến xe miền Tây thì khoảng 63 cây số nha. Nè, chạy xe khoảng 1 tiếng 20 phút. Để em phóng lên cho anh chị mình nhìn. Anh chị nhìn nè, cái nút tròn tròn màu xanh là vị trí em đang đứng á. Thì anh chị thấy nè, mình chạy đi ra khoảng tầm chừng, em thấy rất là gần luôn á, tầm chừng chắc 300m hay 400m gì là mình sẽ tới đường lậu nhựa rồi. Rồi tới trường trung học Long Hưng ở đây. Chợ Long Hưng là cũng ở bên này luôn. Bây giờ á, em sẽ chạy ra cho anh chị mình xem nha. Giường này thì em thấy nó được cái ưu điểm á là mặt tiền rộng. Đi đây chó nó cắn em mông này nữa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Dí dịch ta hết rẻ luôn, mong vốn. Ủa, dí dịch nó làm sao? Dịch rẻ, tại dí hết tối nay hết rẻ luôn. Vậy hả? Ủa, sao anh biết có rẻ? Nói cưng quá hả? Đây là cái chợ Chùm Hổm nè anh chị. Buổi sáng là ở đây bán chợ nè. Hả? Còn ở đây là trường trung học cơ sở Long Hưng nè anh chị. Ở bên kia là trường tiểu học. Thì ở đây có hai cái trường tiểu học và với trường tiểu học nha. Rồi thì anh chị nào quan tâm miếng này thì alo cho em. Em sẽ dẫn anh chị đi xem. Bên này á là sông Long Định nè anh chị. Rồi, em xin chào anh chị nha.